Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV trên YouTube. Và thông qua cái video ngắn này, tại căn phòng nhỏ này, cho phép em xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý vị và các bạn. Em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một mùa Noel luôn luôn chan hòa tình yêu thương. Và các sản phẩm trong video ngày hôm nay mà em muốn được review đến toàn thể quý vị và các bạn cũng rất là đặc sắc, đặc biệt đó là những cái âm ly cũng rất là đẹp. Và cái sản phẩm đầu tiên trong video này là em đang cố gắng review cái nội thất bên trong của cái âm ly. Sau khi em tháo ra để em vệ sinh cái lớp bụi thì em cũng sẽ review qua một lượt để quý vị và các bạn nắm được. Có một điều rất là đặc biệt là cái âm ly này, nó là phiên bản S13 5 mã nhưng nó lại sử dụng hai thanh tản nhiệt của phiên bản S13 5 mã Limited. Và đó là sự khác biệt mà quý vị và các bạn cũng đã từng thấy những chiếc 35 mã như thế này trên các nền tảng mạng xã hội. Và cái âm ly này thì em khẳng định với quý vị và các bạn nó còn nguyên bản 100%. Và trong quá trình em tháo ra để em thổi cái lớp bụi bên trong thì có một điều rất là ngạc nhiên, đó là tất cả các thiết bị của nó ở bên trong còn rất là mới. Và quay trở lại với hình thức bên ngoài của cái âm ly thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được nội thất bên trong của nó là như thế nào rồi. Và hình thức bên ngoài của cái âm ly này thì em cũng không có điều gì để mà chê. Và đây là một cái âm ly rất là đẹp. Và cái âm ly này thì nó còn nguyên cả dây nguồn theo hãng, và đặc biệt là hai cái đầu cắm của nó được làm bằng đồng, rất là đẹp. Đây là một cái âm ly cũng khá là nổi tiếng của hãng Dalong. Và em xin thông báo cái âm ly này thì nó có hai mức giá. Mức giá thứ nhất là 27 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Và mức giá thứ hai là nó có mức giá 25 triệu là em sẽ đóng đường biển về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm này. Và thông qua những góc quay vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được là tất cả các đường kết nối của cái âm ly này nó được mạ một lớp màu đồng cực kỳ là đẹp. Và đối với những đường kết nối được mạ đồng thì tiếp điểm âm thanh của nó cực kỳ là sắc nét. Và em sẽ cố gắng em review thật chậm rãi để quý vị và các bạn cùng quan sát được các thông số kỹ thuật đằng sau của cái âm ly Dalong PMA S13 5 mã này. Thì nó có hai cầu A và B riêng biệt. Và chúng ta chơi cầu A và cầu B riêng biệt thì nó có trở kháng là từ 4 đến 16 ohm. Và nếu như chúng ta chơi hai cầu một lúc thì nó có trở kháng là từ 8 đến 16 ohm. Và cái chế độ chơi BY của nó là từ 4 đến 16 ohm. Và số series của nó là 0905. Và made in Japan, và công suất tiêu thụ của nó là 300W. Và công suất đưa ra loa của nó khi mà chơi ở trở kháng 4 ohm là 190W một kênh. Và đây là một cái âm ly có công suất rất là khủng. Đặc biệt là cái âm ly này nó có thể chơi được những dòng loa rất là khó tính, đặc biệt đó là đối tác của những dòng loa Tannoy BWK và những dòng loa của hãng Pioneer hoặc là những dòng loa của hãng JBL. Thì điểm trừ duy nhất của cái âm ly này đó là cái góc bên phải của âm ly nó bị cấn cấn một xíu, nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều về hình thức bên ngoài. Và đặc biệt là chất âm của cái âm ly này thì không thể chê điểm gì được. Và để tiếp tục chương trình thì em xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn cái nội thất bên trong của cái âm ly rất là nổi tiếng của hãng Sunsui Awanfa 607NRA25 mã. Đây là một bản âm ly mà em có thể khẳng định với quý vị và các bạn, chúng ta càng nghe thì chất âm của nó càng giống với những chiếc âm ly bóng đèn ngày xưa. Đặc biệt là độ méo tiếng của nó vô cùng nhỏ, 0,001%. Và thông qua những góc quay vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng thấy được nội thất bên trong của cái âm ly còn rất là sáng. Đặc biệt là các mối hàn của nó còn rất đều nhau. Thì điều đó chứng tỏ một điều rằng là cái âm ly này chưa được sửa chữa. Và đặc biệt là thông qua cái lớp bụi trần của thời gian thì quý vị và các bạn cũng thấy được là cái lớp bụi trần này nó rất là đều. Và nếu như cái lớp bụi trần này nó còn đều thì chứng tỏ rằng cái âm ly này họ chưa tháo và họ chưa đụng chạm vào nội thất bên trong. Đôi khi thì em vẫn hay dựa vào cái lớp bụi trần như vậy để em đánh giá rằng cái sản phẩm này nó còn nguyên bản 100% và cái sản phẩm này họ chưa đụng chạm vào, và đó là cơ sở dữ liệu để em khẳng định đồ còn nguyên bản. Và quay trở lại với góc quay này thì em sẽ review kỹ càng hơn để quý vị và các bạn nắm được nội thất bên ngoài của cái âm ly này là như thế nào. Nhưng trước tiên em đang review cái hóa đơn mà em mua cái sản phẩm này ở tiệm, và đó cũng là cái giấy bảo hành của tiệm luôn. Đã có rất nhiều bác nhắn tin cho em hỏi là tại sao hãng âm ly Sunsui lại sản xuất ra cái model 607NRA25 mã. Vâng, thì em xin trả lời như sau.
607NRA25 mã và 607 Limited, đó là hai phiên bản cao cấp nhất của hãng Sunsui ở cái model 607, ở cái phân khúc 607. Thì hãng Omni Sunsui người ta đã phải tập trung, người ta đã phải huy động tất cả các đội ngũ kỹ sư xuất sắc nhất của hãng để người ta làm ra cái bản 607NRA25 mã. Và chúng ta có thể gọi đó là phiên bản cao cấp của hãng Sunsui ở cái model 607NRA. Thì tại sao em lại nói là phiên bản cao cấp? Bởi vì khi mà chúng ta càng nghe lâu thì chất âm của nó càng giống với những chiếc Omni bóng đèn. Và đặc biệt là độ méo tiếng hầu như là không có, rất trong, rất sạch sẽ. Và đó là điều rất là đặc biệt. Và em xin chúc mừng các bác đang sở hữu được những chiếc Omni 607NRA25 mã. Và cái sản phẩm này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 14 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình. Và cái sản phẩm tiếp theo em đang review đến toàn thể quý vị và các bạn, đó là cái bối cảnh nội thất bên trong của cái rè Mahjong 3600B. Em đang giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn hình thức bên trong của cái rè. Và thông qua những góc quay này thì quý vị và các bạn đã có sự đánh giá dành cho riêng mình là cái rè này nó còn mới như thế nào. Có lẽ độ đẹp của nó thì em cũng không cần phải miêu tả quá nhiều. Và đặc biệt là cái giải tiếng của nó thì em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều. Đây là cái lắp sắt bên của cái rè. Người ta vẫn giữ được cái miếng súp mốt màu đen ở bên trên. Và đặc biệt là cái hồi gỗ của cái rè này nó không có hiện tượng bị lão hóa theo thời gian. Đặc biệt là cái gỗ của nó vẫn còn rất là chắc chắn. Góc cạnh góc của nó vẫn còn rất là đẹp. Và quay trở lại với góc quay kế tiếp thì em sẽ review kỹ càng hơn cái bên ngoài của cái rè này để quý vị và các bạn thấy độ đẹp của nó là như thế nào. Thì thông qua góc quay này, quý vị và các bạn sẽ thấy được độ đẹp của cái rè cực kỳ là sắc nét. Góc cạnh góc của hồi gỗ vẫn còn rất là vuông vắn. Mặc dù thời gian trôi đi khá là lâu rồi, nhưng gia chủ người ta vẫn giữ được cái rè cực kỳ là đẹp. Và tất cả các đường kết nối của nó cũng không có hiện tượng bị oxy hóa. Đặc biệt là những cái lốm tinh chỉnh ở mặt đằng trước, nó vẫn còn rất là sáng bóng. Và thông qua góc quay này thì quý vị và các bạn sẽ thấy được tất cả cái hình thức bên ngoài đằng sau của cái rè này. Và có thể thấy được là những cái đường kết nối và những đường output và những đường input của nó vẫn còn rất là đẹp. Nó không có hiện tượng bị oxy hóa. Và nó có hai đường chơi follow, follow 1 và follow 2. Và những đường kết nối cơ bản là AUX, Tuner và TEP 1, TEP 2. Và các đường ra của nó gồm có hai đường ra của PAL và một đường ra của Copper Output và hai đường ra của TEP Output 1 và TEP Output 2. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và bản test của cái rè này em đã đăng lên dòng nhật ký của Zalo. Em xin mời quý vị và các bạn vào nhật ký Zalo của em để đón nghe bản test. Và thông qua bản test như vậy thì quý vị và các bạn sẽ có sự đánh giá dành cho riêng mình. Và quý vị và các bạn đang theo dõi video đến đây rồi mà chưa like, xin vui lòng cho em một like. Và nếu có thể hãy nhấn nút đăng ký kênh của em, sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những thước phim mới nhất của Phượng Kỳ TV. Đây là cái hóa đơn em mua cái rè. Em mua cái rè này cùng với cái Omni Dalong PMA S135 mã. Và cái hóa đơn này cũng là giấy bảo hành của tiệm luôn. Và sau khi hàng hóa về sử dụng có trục trặc vấn đề gì mà đang trong thời gian bảo hành 6 tháng thì chúng ta mang cái hóa đơn này đến tiệm là tiệm nó sẽ đổi lại đồ cho chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và thông qua video này thì một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã dành một chút thời gian để theo dõi các video ngắn của em. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và cái sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay, em xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu của hãng Yamaha. Đây là một cây guitar thùng gỗ rất là đẹp. Và thông qua những góc quay đầu tiên thì quý vị và các bạn đã thấy được là cây guitar này nó có hai cái để đựng, một cái túi đựng bằng vải cũng rất là đẹp và một cái hộp đựng bằng meca cực kỳ là xuất sắc. Và thông qua những góc quay vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã thấy, và em sẽ review cây đàn này để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những cây đàn mà em đang giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và em xin nhắc lại là trong video này em có một cây duy nhất thôi ạ. Đây là cây guitar FG250D của hãng Yamaha. Em đang quay cận cảnh cái từ Made in Japan. Hàng được sản xuất tại Nhật Bản. Và cây guitar này rất là đẹp, và thông qua những góc quay để quý vị và các bạn sẽ thấy được là
cây đàn này nó không có hiện tượng bị sứt, nó không có hiện tượng bị cấn quý vị nhé. Đặc biệt là cái mặt của thùng đàn còn rất là đẹp, và một cái hộp đựng của nó cũng vô cùng là đẹp luôn. Và với những cây đàn mà em đã bán về cho quý vị và các bạn đã thấy, thì những cây đàn em bán là còn nguyên hộp. Bởi vì những cây đàn còn nguyên hộp như thế này thì quý vị và các bạn về bảo quản nó sẽ rất là tiện lợi. Đặc biệt là nó sẽ không có hiện tượng là bị hỏng hoặc là bị va chạm, bị hư. Và cây đàn này thì em xin phép là em bán về Việt Nam với mức giá là 5,5 triệu. Và trong video này em có một cây duy nhất, bác nào nhanh tay thì chốt được cây đàn rất là đẹp này. Và cây đàn này em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn với mức giá là 5,5 triệu. Và thông qua góc quay này thì quý vị và các bạn thấy được cây đàn này hầu như là chưa được sử dụng tại Nhật. Tất cả những phím chạy gam của nó không có lốt vân tay, thì điều đó chứng tỏ một điều rằng là cây đàn này người ta chưa được sử dụng, và hầu như là chưa được sử dụng. Và cây đàn này nó còn rất là mới. Cây đàn này thì thực sự mà nói thì em rất là vinh dự được sở hữu những cây đàn mà nó đẹp và nó mới như vậy. Những cây đàn mà em đã từng bán hoặc đã bán về cho quý vị và các bạn thì độ mới của nó có lẽ em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều. Bởi vì những cây đàn như thế này còn nguyên thùng, đặc biệt là cây đàn này nó còn nguyên cả cái túi bao vải để đựng nữa, thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được là những thiết bị đựng cây đàn này thôi quý vị mua ở Việt Nam cũng phải mất rất là nhiều tiền rồi. Nhưng cây đàn này em bán chỉ có 5,5 triệu kèm theo một cái bao đựng bằng vải. Tiếp tục chương trình, em xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái máy robot hút bụi đến từ Hàn Quốc. Và cái máy robot hút bụi này em khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng nó chưa được sử dụng tại Nhật. Và trong video ngày hôm nay thì em chỉ có một cái duy nhất, một cái máy robot chưa được sử dụng tại Nhật. Và cái robot hút bụi này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 4,5 triệu. Và với mức giá là 4,5 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và thông qua những góc quay đầu tiên thì quý vị và các bạn cũng đã thấy một số những phụ kiện kèm theo cái máy robot hút bụi này. Và đây là cái sạc tự động của máy và một số những phụ kiện kèm theo máy, ví dụ như là điều khiển này, phin lọc này và tất cả những chổi quét. Đây là cái tem băng dính, người ta vẫn chưa bóc ra, có nghĩa là cái máy robot này chưa được sử dụng. Vậy em khẳng định với quý vị và các bạn một câu rằng cái máy robot này chưa được sử dụng tại Nhật. Nó còn nguyên cả cái giấy bảo vệ, cái chổi cuốn ở giữa. Made in Korea. Quý vị quan sát thật kỹ của em ấy ạ. Made in Korea. Và cái máy robot hút bụi này, cái sạc của nó chúng ta cắm đa cầu điện được. Nó sử dụng điện từ 110 đến 240V. Quý vị và các bạn lưu ý dùm em. Và em xin nhắc lại là cái robot hút bụi duy nhất một cái trong video này em bán về Việt Nam với mức giá là 4,5 triệu, hàng Made in Korea. Và kế đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái MacBook Pro của hãng Apple. Đây là cái Apple, nó có đời i5 quý vị nhé. Cái này đời i5 và thẻ nhớ RAM của nó là 4GB và thẻ nhớ ngoài là 256GB. Đời 2013, màn hình là 13,3 inch. Hiện tại thì máy đang hết pin. Và cái máy này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 7 triệu. Và với mức giá là 7 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Một sản phẩm của hãng Apple rất là đẹp. Và cái sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay, em xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái bình đun nước của Nhật, của thương hiệu Rory Rusi, hàng Made in Japan. Quý vị quan sát kỹ của em cái từ Made in Japan. Và tất cả những sản phẩm mà em đang review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn, em đã giới thiệu khá là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Và cái bình đun nước này thì nó có dung tích là 4 lít quý vị nhá, 4 lít ạ. Và đây thì em sẽ mở cái thùng của nó ra. Máy còn phun thùng xốp đời 2009. Và em nghĩ cái bình đun nước này hầu như là người ta chưa sử dụng, cho nên là người ta vẫn giữ được cái thùng xốp như vậy. Đây là các tolo hướng dẫn sử dụng của bình ạ. Và đây là bên trong, còn nguyên phun thùng xốp luôn. Thì em sẽ cố gắng em review qua một lượt để quý vị và các bạn quan sát được vẻ đẹp của cái bình đun nước này. Và cái bình đun nước này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3,5 triệu. Một sản phẩm đến từ Nhật Bản, rất là đẹp, rất là xuất sắc trong video ngày hôm nay. Và đời của nó là đời 2009 quý vị nhé, hàng Made in Japan. Và hình ảnh của cái bình đun nước của Nhật Bản cũng là đoạn kết của video này. Và video của em xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã dành một chút thời gian rất là quý giá để theo dõi các video ngắn của em.
Quý anh chị và các bạn đã theo dõi video đến đây rồi, xin vui lòng nhấn cho em một like. Quý vị và các bạn lần đầu tiên theo dõi được video của em, chưa đăng ký, xin vui lòng cho em một lượt đăng ký. Sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những thước phim mới nhất của Phượng Kỳ TV. Em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi tối thật là an lành bên gia đình và người thân. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.